quý vị, tôi là luật sư Lê Công Tâm và sau đây là chương trình đối diện vấn đề với dược sĩ Phạm Khiêm. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Linh và xin chào anh Phạm Khiêm. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Đài Việt Linh và xin chào luật sư Lê Công Tâm. Vâng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ ba, 7 tháng 7 năm 2020, cách đây 65 năm. Ngày này cũng là ngày kỷ niệm được ở tại Việt Nam của nền đệ nhất Cộng Hòa, tức là trước khi khai nguyên nền đệ nhất Cộng Hòa thì ngày hôm 7 tháng 7 là ngày kỷ niệm chấp chánh của Thủ tướng Ngô Đình Diệm về nước để thành lập chính phủ vào ngày 7 tháng 7 năm 1955, không thầy? Vâng. Nhưng mà cái điều đặc biệt là mặc dù Tổng thống Ngô Đình Diệm tại vì có một thời gian ngắn thôi, nhưng mà đã tạo cái nền móng rất là vững chắc cho một cái nền dân chủ của Việt Nam, và đồng thời đã tạo nền móng cho một nền văn hóa thực sự của Việt Nam kể từ lúc đó. Cho nên tất cả các quý vị mà lớn tuổi chẳng hạn, từ 60, 70, 80, 90 chẳng hạn, thì đều thấy rõ ràng là cái thời kỳ đó là thời kỳ vàng son nhất trong lịch sử của Việt Nam, của Việt Nam ở miền Nam, và cũng là thời kỳ mà tất cả những cái những sự phát triển về văn nghệ, về học thuật, và những người mà thành công trong xã hội trước và bây giờ đó, thì con cái của họ sau khi mà đã vượt biên sang các nước tự do thì vẫn được cái hưởng cái nền móng của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đào tạo cho bố mẹ của họ. Cho nên bây giờ người ta đó là những người mà rất thành công trong xã hội, chẳng hạn xã hội Mỹ, chẳng hạn chúng ta có những vị tướng ở bên Hoa Kỳ thì gốc của những vị tướng đó đều là con cái của những người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa, được xây dựng trong cái thời kỳ của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Có thể nói là trong cái giai đoạn lịch sử của Việt Nam mà cái thời kỳ gọi là độc lập cận đại nhất, chỉ có cái thời kỳ của nền đệ nhất Cộng Hòa, mặc dù nó chỉ có 10 năm, nhưng mà trong 10 năm đó nó cái giá trị thực sự của nó gấp hàng trăm năm của những cái chế độ khác, vì cái chế độ này đệ nhất Cộng Hòa mà của Tổng thống Ngô Đình Diệm thành lập, nó là một cái nền tảng vững chắc cho một cái nền dân chủ, cũng như là tất cả những cái nền văn hóa, cũng như là cái nền văn minh thực sự mà nó còn được lưu truyền nhiều thế hệ của người Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại cho tới bây giờ. Tại Hoa Kỳ thì chỉ còn 8 ngày nữa là tới một cái ngày trọng đại, tức là ngày chúng ta phải đóng thuế. Năm nay vì đại dịch COVID-19 cho nên cái ngày mà chúng ta phải khai thuế nó đã được dời đi 3 tháng, tức là bắt đầu từ ngày 15 tây tháng 4 được dời tới ngày 15 tây tháng 7 để chúng ta có thể đóng thuế lợi tức liên bang. Thì có nhiều cái câu hỏi đặt ra về cái vấn đề thuế má, thì người ta hỏi rằng, có nhiều người hỏi rằng là tới cái ngày 15 tây tháng 7 này, liệu rằng nếu mà tôi muốn triển hạn cái việc khai thuế thì có được hay không? Thì cái câu trả lời là vẫn có thể xin triển hạn, nếu mà vì một lý do nào đó quý vị vẫn có thể xin triển hạn đóng thuế được. Và quý vị phải khai cái form vào cái form 4868 và quý vị có thêm một cái thời hạn 3 tháng nữa, tức là tới ngày 15 tây tháng 10 là hạn chót phải khai thuế. Tuy nhiên nếu mà những người có lợi tức mà bắt buộc phải đóng thuế, và chúng ta phải đóng cái thuế gọi là ước tính cái thuế đó, tức là thí dụ như chúng ta có một cái lợi tức mà chúng ta chưa có đóng thuế, thì chúng ta biết rằng chúng ta có một cái lợi tức và phải bị đóng thuế, thì chúng ta phải đóng những cái thuế gọi là ước lượng trước, tức là mỗi 3 tháng chúng ta phải đóng một cái số tiền nào đó.
để trước cái ngày 4 tây 15 tây tháng 4 hoặc là bây giờ là ngày 15 tây tháng 7, và nếu mà quý vị không đóng cái tiền thuế ước tính thì quý vị có thể sẽ bị phạt. Nếu mà khi quý vị khai thuế mà quý vị phải đóng, phải trả thuế thêm cho chính phủ. Ngoài ra thì người ta hỏi rằng là liệu thuế lợi tức của tiểu bang thì sao, thì vì đại dịch Covid cho nên 40 tiểu bang cũng như là thành phố Washington DC cũng đã triển hạn cái việc khai thuế tiểu bang cho tới ngày 15 tây tháng 7. Và như quý vị cũng biết, những cái vấn đề mà được triển hạn thuế đóng tiền qua cho những cái quỹ hưu bổng như là IRA hay là Roth IRA hay là X AR thì cũng được triển hạn cho tới ngày 15 tây tháng 7 thôi. Vâng, điều đó rất là tốt, vì chúng ta biết rằng có nhiều người thời trước đây sợ là đến ngày 15 tháng 4 mà chưa khai thuế được thì bị phạt, mà trong khi đó thì lại gặp rất nhiều những cái khó khăn về tài chính trong vì vụ đại dịch, cho nên chính phủ đã rời tới 15 tháng 7, và đó là điều mà chúng ta cảm thấy rất là vui. Và vì vậy nên thưa quý vị, cái dịp này chúng ta nên khai thuế một cách rất là đàng hoàng để cho chúng ta không gặp những cái khó khăn về vấn đề thuế. Một mặt nữa là thì chúng ta biết rằng tất cả những cái gì mà chúng ta nhận được của chính phủ trong cái giai đoạn vừa rồi đó, thì nó sẽ được khai thuế trong mùa tới nếu mà chúng ta phải khai thuế năm tới. Vâng. Bây giờ trở lại vấn đề đại dịch Covid thì ngày hôm nay chính phủ Hoa Kỳ của ông Trump đã commit, tức là đã chấp nhận đặt tiền cho hai cái hãng chế tạo thuốc ngừa chủng, và cái số tiền này trị giá 2 tỷ Mỹ Kim. 1.6 tỷ Mỹ Kim thì sẽ được trả cho cái công ty gọi là Novavax. Công ty này có trụ sở tại tiểu bang Maryland và có các cái nhà sản xuất thuốc tại Âu Châu, và mới đây thì cái hãng này cũng mua một cái nhà sản xuất thuốc ở tại tiệm khắc. Cái công ty này đã thực hiện cái việc thử nghiệm vào hồi tháng 5 ở cái giai đoạn 3. Quý vị đã biết, như chúng tôi cũng đã trình bày và anh Khiêm cũng đã trình bày rồi, cái vấn đề các cái công ty sử dụng cái việc thử nghiệm thuốc thì nó có qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên thì là chỉ có vài ba người, từ 6 tới 8 người. Tới cái giai đoạn 2 thì chúng ta có thể lên tới 1.000 người. Nhưng mà tới cái giai đoạn 3 là thử nghiệm đại trà, có nghĩa là phải thử nghiệm cùng một lúc 30.000 người. Thì quý vị biết vì cái đại dịch năm nay cho nên có hàng trăm công ty chế tạo thuốc ngừa chủng cũng như là thuốc chữa trị. Do đó cái số mà những cái người tình nguyện để mà thử những cái thuốc này trở nên rất là khó khăn. Thành ra các cái công ty phải trả tiền để mướn những cái người tình nguyện này với một cái giá cũng rất là đắt. Thành ra đó là cái lý do tại sao mà cái vấn đề thử nghiệm nó rất là quan trọng. Thì cái công ty Novavax này họ nói rằng và họ hứa với ông Trump cũng như là chính quyền tất cả những cái cơ quan phòng dịch như là FDA hay là CDC là cho tới cuối năm nay họ phải giao cho chính phủ Mỹ 100 triệu liều thuốc ngừa chủng. Thì cái loại thuốc ngừa chủng này thì như quý vị biết là họ chế tạo ra một cái con vi khuẩn
nó cũng tương tự như là cái chất đạm ở trên cái con vi khuẩn của virus, và họ ký cái đó vào trong cái con người của chúng ta như là một cái hình thức tạo nên có một cái con virus nó đã xâm nhập vào, là vì cái chất đạm mà họ chế tạo ra nó tương tự với cái chất đạm ở trên cái con virus đó, thì cái cơ thể của chúng ta, những cái kháng thể nó chống trở lại và nó giúp cho chúng ta miễn nhiễm. Cái công ty thứ hai là công ty Regeneron Pharmaceutical, thì cái công ty này nó chế ít hơn, nhưng mà nó dự trù là sẽ cung cấp những cái loại thuốc ngừa chủng mà hầu như là để cho chính phủ dùng miễn phí. Ngoài ra thì quý vị cũng biết là chúng ta có thêm ba cái công ty trước đây là chúng tôi đã trình bày là Moderna, vâng, và cái một cái công ty nữa là công ty Johnson & Johnson, và một công ty thứ ba là công ty AstraZeneca. Thưa anh, mời anh, đây là lãnh vực của anh mà tôi cứ nhào vào. Thưa quý vị, cái việc mà chế tạo thuốc chủng ngừa lần này thì tương đối là nó không khó khăn. Lý do bởi vì chúng ta đã có được cái con virus rõ ràng rồi. Nó khác cái việc mà chúng ta chế thuốc chủng ngừa cúm hàng năm. Bởi vì thuốc chủng ngừa cúm hàng năm ấy, thì chúng ta chưa biết rằng năm tới con virus nào nó sẽ gây nên cái cúm. Cho nên những nhà vào chế thuốc chủng cúm đó phải tiên đoán, gọi là tiên đoán là cái con cúm nào là con cúm của năm tới. Đằng này đây á, là chúng ta biết rõ ràng cái con vật này á, nó là con Covid-19 hay là Covid Vũ Hán rồi. Thành ra người ta có được cái con virus này để mà người ta bắt đầu người ta nghĩ chuyện được chế tạo thuốc chủng ngừa này. Thì có rất nhiều những hãng chủng ngừa trên thế giới, bởi vì bây giờ đó, trên thế giới có rất nhiều những người mà đang bị lây lan, cho nên cái việc mà chế được cái thuốc chủng ngừa này nó sẽ đem lại cái lợi nhuận rất nhiều cho các hãng bào chế. Vì vậy nên có sự cạnh tranh một cách rất là khốc liệt trong tất cả các hãng bào chế. Nhưng mà Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Donald Trump ấy, thì ông đã đi trước các cái Tổng thống khác ấy, là Tổng thống Donald Trump đã đặt tiền, đặt cọc trước các hãng bào chế, để các hãng bào chế đó người ta có điều kiện thuê mướn những người thử nghiệm, và đồng thời có điều kiện để mà có các phương tiện trong việc chế tạo. Cho nên Hoa Kỳ sẽ có một lúc có thể có chừng 4 cho đến 5 cái công ty mà có thể sản xuất được cái thuốc chủng ngừa. Cho nên những cái vì có nhiều thuốc chủng ngừa cho nên nó sẽ có rất nhiều những người cần thuốc này hay cần thuốc kia cũng để chủng ngừa, và đó là điều rất lợi cho người dân Mỹ. Trong tương lai thì chúng ta có thể nói rằng dân Mỹ có khoảng 330 triệu người, thì với 330 triệu người này chúng ta cũng dư cái thuốc chủng ngừa. Nhưng mà chúng ta biết rằng dù là cúm hay là bất cứ cái gì đó thì người Mỹ cũng chỉ có khoảng 60-70% là những người thích chủng thôi, còn có số người khác không thích chủng. Nhưng mà dù thế nào chứ nữa thì chúng ta cũng phải công nhận là cái thời kỳ này Hoa Kỳ đã có thể nói là đi tiên phong trước tất cả các quốc gia trong việc mà chế tạo ra thuốc chủng ngừa và thuốc chữa cái bệnh Covid-19 này. Vâng, ngày hôm nay thì có một cái tin cũng đặc biệt là Tổng thống Ba Tây ông Bolsonaro, ông tuyên bố là ông đã bị lây nhiễm cúm virus COVID-19. Thì quý vị cũng biết là ông Tổng thống Bolsonaro này của Ba Tư là một ông Tổng thống rất là nổi tiếng. Ông được coi như là một trong những cái người mà có một cái hình ảnh tương tự như là ông Trump ở tại khu vực châu Mỹ Latin. Và ông cũng đã đến viếng thăm Tổng thống Donald Trump
và ông có mang theo một cái người phụ tá, và cái người phụ tá đó thì khi mà tới tòa bà Úc thì cái người phụ tá đó nó cũng đã bị lây nhiễm coronavirus. Người ta nói rằng là cái người phụ tá đó đã từng bắt tay ông Trump, nhưng mà cho đến giờ phút này thì cái điều đó chưa có được kiểm chứng, cho nên người ta không thấy ông Trump bị lây nhiễm coronavirus. Mà riêng ông này thì ông bị ngày hôm nay ông bị lây nhiễm coronavirus. Và trong cái thời gian mà hồi cái tháng 3 đó, ông tuyên bố rằng là ông đã từng thử nghiệm 3 lần và không có dương tính, tức là ông bị negative. Và ông cũng đã từng uống những cái loại thuốc, hiện tại bây giờ ông đang chữa thì ông uống cái loại thuốc hydroxychloroquine. Dạ, hydroxychloroquine, tức là cái thuốc mà trị sốt rét. Thì trước khi mà ông tới Mỹ thì ông nói là ông đã thử nghiệm tới 3-4 lần nhưng mà ông không có bị, nhưng mà ngày hôm nay thì ông đã bắt nghỉ. Và ngày hôm nay thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã thừa lệnh của Tổng thống Donald Trump thông báo cho Tổ chức Y tế Liên Hiệp Quốc, viết tắt là WHO, là Hoa Kỳ rút ra khỏi cái vai trò hội viên của cái tổ chức này, chấm dứt cái việc Hoa Kỳ tham dự vào tổ chức này cách đây 72 năm. Nhưng mà cái việc mà loan báo từ chức ngày hôm nay thì nó chỉ có hiệu lực cho tới tháng 7 năm tới, tức là Hoa Kỳ vẫn phải ở trong cái tổ chức này một năm. Tới tháng 7 năm tới thì cái tổ chức, thì Hoa Kỳ mới ra khỏi cái tổ chức WHO, Liên Hiệp Quốc. Ông Trump tuyên bố rằng là vì cái tổ chức này là tay sai của Trung Cộng, cho nên Hoa Kỳ không có lý do gì mà phải đổ tiền vào để nuôi. Mỗi năm Hoa Kỳ phải đổ vào cho cái tổ chức này 400 triệu Mỹ Kim, vừa của tiền của chính phủ và tiền của các cái tổ chức tư nhân. Trong khi đó thì Trung Cộng chỉ có đóng góp một số tiền rất là khiêm tốn, 35 triệu Mỹ Kim. Và ông nói là không có lý do gì Mỹ phải nuôi nấng những cái thành phần tay sai của Trung Cộng. Ngược lại thì như quý vị biết, vì có một năm để mà ra khỏi cái tổ chức này, cho nên nếu mà ông Trump còn tại chức thì sang năm Mỹ mới chính thức ra khỏi cái tổ chức này. Mà nếu mà ông Trump không còn tại vị cho cái nhiệm kỳ thứ hai mà ông Joe Biden lên, thì Mỹ vẫn tiếp tục ở lại trong cái tổ chức này, vì ông Joe Biden tuyên bố rằng là ông sẽ không để cho Hoa Kỳ ra khỏi cái tổ chức y tế của Liên Hợp Quốc này thôi. Vâng, chúng ta tóm tắt như thế này là ông Tổng thống Brazil Bolsonaro, ông này đang bị nhiễm cúm Vũ Hán, và chúng ta cũng biết rằng ông này chắc chắn là ông sẽ sử dụng hydroxychloroquine. Bởi tới giờ phút này thì người ta thấy rằng có nhiều những cái nghiên cứu nói rằng cái này nó cũng hiệu nghiệm cho cái việc mà chống lại cái cúm Vũ Hán. Ngay từ lúc đầu khi vừa nhiễm uống ngay thì tốt. Đó là có một số những cái nghiên cứu bây giờ, và nhiều nước Âu Châu đã sử dụng cái đó. Cho nên chúng ta có thể tiên đoán một cách rất là rõ ràng là Tổng thống Bolsonaro sẽ có thể qua được cái cơn cúm Vũ Hán này trong khoảng thời gian ngắn tới nữa. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngừng chương trình đối diện vấn đề phần 1 và sẽ trở lại với chương trình đối diện vấn đề phần 2. Một lần nữa xin kính chào tạm biệt quý vị, và xin kêu gọi quý vị ủng hộ chương trình đối diện vấn đề của chúng tôi bằng cách ghi danh, nhấn vào trong cái nút subscribe ở phía bên tay phải. Trân trọng cảm ơn quý vị.